Thì hôm nay mình mới vừa rửa xong chiếc giấy chính của mình. Thì hôm bữa đó mới vừa rửa xong thì chiều đi lại mua nữa. Tuy nhiên á, thì khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm mà nước rửa xe Sonat hoặc là Sonat Liner và Simburin, thì Simburin đó thì mình rửa nhông sinh dĩa, còn Sonat Liner là mình sẽ rửa những cái phần bên trong chi tiết máy. Thì mình thường gọi nó là Sonat xám chai xịt. Còn Sonat rửa xe thì mình thường kết hợp hai loại, đó là Sonat 145.000 và Sonat loại 210. Tỷ lệ pha giữa hai cái loại mà Sonat này nó sẽ cho ra cái hiệu quả mà làm sạch với lại cái độ bóng rất là cao trên chiếc xe. Thì chúng ta có thể là sử dụng thường xuyên rửa xe để cho nó cái hiệu quả của xe mình nó lúc nào nó cũng mới. Và trong những cái sản phẩm của Sonat nó đều có cái chất bảo vệ cái màu sơn của mình. Cho nên là khi mà mình sử dụng những sản phẩm Sonat để mình rửa xe hoặc là mình chăm sóc xe thì cái độ mà mới bóng cũng như là cái màu sơn của mình nó sẽ giữ được lâu hơn so với là những cái xe người ta không có sử dụng sản phẩm cũng như là rửa xe bọt tuyết, thì nó sẽ rất là dễ bạc màu và xuống màu theo cái thời gian mình sử dụng. Những cái chỗ mà chúng ta thường thấy nhất mà bị ảnh hưởng bởi bọt tuyết hoặc là rửa bằng xà bông rửa chén á, thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem là những cái vị trí nào và các bạn có thể là xem trên xe mình có bị hay không ha. Cái điểm mà thứ nhất mà chúng ta cần thấy dễ dễ thấy nhất mà khi mà chúng ta rửa bằng ba cái xà bông rửa chén hoặc là bọt tuyết á, là những cái đầu mà của cái heo dầu nè, đó những cái phần mà ống này của heo dầu. Thì các bạn rửa xà bông rửa bọt tuyết tầm tầm khoảng 1 tới 2 lần thôi là những cái đầu này nè nó sẽ bạc trắng hết. Thì các bạn nào mà có thể là ra xe mình để xem thử là coi coi nó có đúng như vậy không ha. Ngay cái phần này là nó rất là dễ bạc. Đây là cái điểm mà chúng ta sẽ thấy cái hại của bọt tuyết cũng như là nước rửa chén. Và đây là trên cái phần những cái phần mà những cái đầu mà của dây heo dầu nè, những cái dây này là chúng ta sẽ dễ thấy nhất. Nó sẽ tác động trực tiếp mà chúng ta thấy rõ cái tác hại. Còn những cái phần giống như là nhựa đen hoặc là những cái phần như là dàn áo thì cái thời gian nó sẽ ảnh hưởng từ từ. Đây là một cái tác hại mà của một lần mình vào cái hãng xe mình bảo trì xe và người ta rửa cho mình bằng xà bông nước rửa chén. Đó các bạn thấy không? Cái ống này chỉ sau một lần mà mình rửa về thôi là nó bạc trắng như vậy. Đó, bây giờ mình đã chà xuống nó thì nó từ từ nó bung ra từ từ rồi nè. Đó, thật sự là nó bám chứ không phải là do cái ống của mình nó màu trắng như vậy đâu nha các bạn. Những cái phần mà xe như là lốc máy của chiếc dích chính này, thì khi mà các bạn mà rửa bằng nước rửa chén hay là bọt tuyết á, một khoảng thời gian sau chừng khoảng 2 tháng thôi, thì cái trên lốc máy mình những cái khe những cái kẽ nó sẽ từ từ nó sẽ bị ố bị bạc màu rất là nhiều, thì sẽ làm mất cái vẻ đẹp cũng như là cái thẩm mỹ của chiếc xe, làm mất cái giá trị của cái xe của mình đi. Một chai nước rửa xe Sonat thì nó chỉ có giá là 145.000 thôi, thì các bạn rửa cũng rất là lâu. Một nắp đó thì chúng ta pha vào 5 lít nước thì chúng ta có thể rửa một chiếc xe một lần một nắp. Để mà rửa chiếc xe thì nếu như mà các bạn tự rửa đó thì chúng ta sẽ rửa theo cái trình tự là từ trên xuống dưới. Từ trên bình xăng đổ xuống và chúng ta phải sắp xếp như thế nào để cho nó hợp lý nhất, chúng ta rửa nó sạch cái phần nào từ đâu qua đâu thì cái thời gian rửa chúng ta nó sẽ ngắn hơn và nó sẽ hiệu quả hơn là các bạn mà rửa bên đây một chút xíu và các bạn chạy qua một chỗ khác các bạn rửa thì nó sẽ lâu hơn. Và khi mà rửa xe thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng hai loại, nếu mà chúng ta sử dụng khăn rửa thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái khăn, một cái là phần trên, một cái và phần dưới. Nếu như mà chúng ta sử dụng bao tay rửa xe thì chúng ta sẽ có hai cái mà rửa phía trên và rửa phía dưới riêng, hoặc là nếu như bạn nào kỹ hơn nữa thì chúng ta có thể là có thêm cái thứ ba nữa để mình rửa cái phần bánh. Tại vì bánh xe thường thường là chúng ta xịt rửa nhưng mà nó vẫn chưa có sạch hết, và là chúng ta sẽ sử dụng cái khăn thứ ba đó để rửa ở trong cái hốc máy ở phía trên, để cái đó là để tránh cho cái sự mà trầy ở trên cái dàn áo của mình. Thì các bạn nếu mà rửa mà luôn tuồn chúng ta sử dụng có một cái khăn hoặc một cái bao tay chúng ta rửa hết chiếc xe thì rửa từ ngày này qua ngày kia cái bao tay của mình nó sẽ dính cát trong đó, và nhiều khi chúng ta rửa không chúng ta không có giặt trước khi mà chúng ta rửa xe thì cái dàn áo của mình nó rất là dễ bị xước li ti, rất là khó chịu. Mặc dù thì có thể là đánh bóng được nhưng mà chúng ta hạn chế cái vấn đề đó. Sau khi rửa xe này thì nó sẽ có một cái chai để chúng ta gọi là đánh bóng ướt
Tuy nhiên thì hôm nay hàng nó cũng chưa có về, và mình hôm bữa mình có test thử rồi thì cái hiệu quả rất là cao. Nhưng mà có một bạn tới nhà và đã mua cái chai, cái sản phẩm đó, cho nên bây giờ hôm nay mình chỉ có một chai, mình chưa có test được cho các bạn xem. Thì để những cái video clip sắp tới mình sẽ test cho các bạn những cái sản phẩm đặc biệt dành riêng cho màu sơn của xe. Nó sẽ có 3 màu nhất định, đó là màu đỏ, màu trắng và màu đen. Đây là 3 chai, nó sẽ sử dụng cho 3 màu riêng biệt khác nhau. Còn cái chai mà đánh bóng ướt thì sau khi mà chúng ta rửa thì cái bề mặt xe của mình nó còn ướt á, thì chúng ta sẽ đánh trực tiếp lên liền khi mà cái xe nó còn ướt, hiệu quả cực kỳ là cao. Thì video clip sau là mình sẽ làm cho các bạn xem về những sản phẩm mới này, nó khá là hiệu quả. Còn cái vấn đề nữa đó là cái phần mà nhông sinh dĩa. Thì nhông sinh dĩa thì chúng ta phải vệ sinh khi mà chúng ta đi mà cảm thấy là nó quá dơ. Nếu như mà các bạn mà vệ sinh cái dĩa chứ cái sên không á, mà chúng ta không vệ sinh nhông, thì cái việc làm đó của các bạn đó, nó sẽ trở nên rất là vô ích. Và khi chúng ta mà rửa sạch xong, ta xịt dưỡng sên, chúng ta chạy, thì dây sên của mình nó sẽ đen, nó sẽ dơ lại rất là nhanh, nó sẽ mất cái tính năng của cái dưỡng sên. Đối với cái sản phẩm mà ở cái chai xám xám mà các bạn có thể thấy nằm ở giữa hai cái chai mà Sonat á, thì đối với là cái sản phẩm mà Sonat Liner này đó, thì chúng ta có thể là xịt vào bên trong cái phần lốc máy để tầm khoảng 15-20 phút và dùng cái vòi nước rửa xe, chúng ta có thể là xịt lại. Nghe tới đây thì có nhiều bạn sẽ suy nghĩ là nhà mình thì không có cái vòi xịt thì làm sao mình sử dụng. Thì để sử dụng cái chai này hiệu quả nhất là chúng ta phải có cái máy rửa xe chúng ta xịt. Thì các bạn á, có thể là mình sẽ chạy ra cái chỗ mà rửa xe, mình để mình kêu người ta, tức là từ nhà mình ra chỗ rửa xe thì chắc chắn là không có thể nào mà đi 5-10 cây số rồi. Thì chúng ta chạy ra ngoài đó rồi chúng ta sẽ sử dụng cái vòi nước kêu người ta xịt sơ qua để cho nó cái nhiệt độ máy chúng ta sẽ nguội bớt. Thì khi mà nguội bớt như vậy rồi thì các bạn sử dụng cái chai Sonat xám này xịt trực tiếp vào bên trong những cái chỗ mà các bạn muốn làm sạch đi. Chúng ta sẽ để 15-20 phút ngồi đó chơi. Rồi tới khi mà người ta rửa xe kia xong cho khách rồi đó, thì mình kêu là người ta sẽ xịt. Thì cái dùng cái vòi mà áp lực cũng nước máy rửa xe, chúng ta sẽ xịt kỹ những cái chỗ mà mình xịt. Thì các bạn lưu ý là khi mà mình sử dụng mình xịt đó, thì chúng ta sẽ sử dụng ví dụ như cái lốc máy của mình, thì các bạn sẽ xịt từ ở dưới lên trên. Khi mà các bạn xịt dung dịch đó, thì các bạn sẽ sử dụng là xịt từ trên xuống dưới, và khi mà chúng ta rửa thì sẽ từ dưới lên trên, để cho chúng ta sẽ xịt sạch đều nhất có thể. Đó. Một cái điều nữa đó là các bạn ở thành phố thì có nhiều bạn là sẽ không có chỗ để rửa xe. Thì lúc này chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải mang ra tiệm. Thì khi mà mang ra tiệm thì các bạn sẽ nghĩ là mình mang ra tiệm thì mình đâu cần phải mua nước rửa xe làm gì, mình để cho người ta rửa. Nhưng mà cũng như lúc đầu mình nói cho các bạn nghe là khi mà chúng ta mà rửa xe ở tiệm thì người ta sử dụng cho mình bằng những cái hóa chất cũng như là xà bông rửa chén hoặc là bọt tuyết, bởi vì cái chi phí giá thành của nó khi mà mình rửa một chiếc xe nó sẽ hấp, người ta sẽ có nhiều lợi nhuận, thì dẫn tới là cái xe của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên á là các bạn nếu như mà mình ở chung cư ở thành phố không tự rửa xe được thì các bạn có thể ra ngoài tiệm, nhưng mà các bạn có thể mua một chai Sonat đi tới cái chỗ mà rửa xe, các bạn kêu người ta lấy cái đó để rửa xe cho mình thì nó sẽ đảm bảo hơn. Còn nếu như mà bạn nào mà cảm thấy mà muốn cho xe mình tốt hơn nữa thì các bạn có thể luôn mua luôn là bao tay rửa xe đó, theo màu. Ví dụ mình có bán rất là nhiều màu thì các bạn là mua theo từng màu để cho người ta, cái nào rửa phần trên thì người ta rửa phần trên cho mình, cái nào rửa phần dưới thì rửa phần dưới. Tại vì ở những cái chỗ rửa xe thì người ta rửa chung một cái khăn cho rất là nhiều cái xe, cho nên là cái vấn đề mà cát đất bụi bặm nó dính trong đó thì rửa lên xe của mình nó sẽ bị trầy đó. Cũng như là mình nói là khi mà chúng ta giữ một chiếc xe nó như mới như vậy thì các bạn sẽ đi cảm thấy là cái xe mình nó đẹp đó. Mặc dù là thời gian nó có thể dài, chúng ta có thể là đi ô đô rất là nhiều, nhưng mà cái xe của mình bảo dưỡng kỹ thì lúc nào nó cũng mới và vận hành tốt để cho mình sử dụng. Có nhiều bạn thì không phải là điều kiện kinh tế mà nhiều khá giả, cho nên là không phải là lúc nào mình cũng đổi xe liên tục được. Cho nên là mình sẽ giữ một chiếc xe như thế nào để cho nó thật là tuyệt vời, vận hành cực kỳ tốt. Ngoài cái vấn đề mà hay nhớt ra thì các bạn còn phải chăm sóc về vẻ bề ngoài của xe. Bởi vì các bạn thấy là chúng ta khi mà chúng ta lựa xe thì chúng ta sẽ quan tâm với yếu tố là thứ nhất là về cái mặt thẩm mỹ, thứ hai là về cái mục đích sử dụng, thứ ba là về cái hiệu năng của cái máy xe của mình.
Cho nên nó là ba cái điểm đó cũng rất là quan trọng, mà một trong ba điểm đó chính là mình chăm sóc chiếc xe bề ngoài của chiếc xe đó. Rồi tiếp sau đó chúng ta sẽ sử dụng nhớt như thế nào cho nó tốt, rồi phụ gia ra sao, thì cái đó là mình sẽ làm video clip phần sau để cho các bạn có thể là hiểu hơn về cái cách mà chăm sóc một chiếc xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Nếu như mà bạn nào muốn mua sản phẩm sử dụng và thắc mắc về cái vấn đề mà mình sử dụng sản phẩm như thế nào mà cho nó đúng, trong cái video clip mình chưa có nói đủ cho các bạn hiểu, thì các bạn có thể là liên hệ Facebook của mình là 0163 250 8102, hoặc là có thể là comment phía dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn trong cái phần comment ha. Và cái đường link mà các bạn muốn mua những cái sản phẩm như Sonat hay là nhớt hay là phụ gia, thì ở trong cái app Shopee của mình nó sẽ có hỗ trợ về cái phí ship cho các bạn. Những cái đơn hàng mà trên 200.000 thì cái phí ship cực kỳ hấp, cũng như là mua một chai Sonat ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ được hầu như là free ship, không có tiền phí ship đối với là cái app Shopee mà các bạn mua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này của mình nha.